À dạ vâng, shop Đạt Trần Audio Hà Nội em xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Clip này là một cặp loa siêu phẩm. Cặp loa được mệnh danh là dòng AR3 bánh bò của Nhật Bản. Cặp này thì Pioneer CS3000. Sở hữu vì sao anh em gọi nó là AR3 bánh bò của Nhật? Bởi vì cái bát của nó thiết kế nó hao hao giống với dòng AR3 bánh bò của Mỹ thưa các bác. Cặp loa này thì từ cổ loa đến phần thùng vách đều rất là gấu. Cặp loa đầu bảng của Pioneer, em nó sở hữu chiều cao của thùng lên tới 63, chiều rộng là 38 và chiều sâu là 33 cm. Với cấu hình một bát 30 màng giấy gần mút, củ nam châm cực kỳ là nặng. Riêng củ bát này thì phải nặng lên tới hơn 10 kg cho một chiếc củ bát, rất là nặng luôn. Em nó sở hữu một loa mid dom có kích thước khá là lớn. Kích thước của phần rộng nhất của loa mid thì nó phải lên tới 20 cm, và một loa chép dom thì có khía các cái hoa khế rất là đẹp. Loa mid và loa chép thì được mid và chép thì được làm bằng một cái lớp mà màu vàng gold khá là đẹp luôn. Thùng thiết kế phần vân gỗ màu nâu đỏ đẹp xuất sắc và nguyên zin. Cặp này thì cân nặng của mỗi thùng nó lên tới 33 kg, tức là cả cặp loa nó phải tới 66 kg, và tình trạng còn rất là đẹp. Đây các bác xem, rất là đẹp, thùng vách ok. Loa chép, chép dom, mid dom lớn như thế này cơ mà. Mid dom có cái lưới sắt bảo vệ này. Mid này nó gần giống với mid của dòng mà 955 bát 40. Một loa bát 30 bánh bò màng màu nâu và hai vi tinh chỉnh cho giải mít và giải chép. Một em là CS3000, ở đây nó hiển thị cái giải tần của nó ở đây, và hai cái vi tinh chỉnh cho giải mít và giải chép. Thì cái phần chiết áp của nó thì làm bằng chiết áp bi, cho nên các bác vặn nó sẽ không bị sột xoẹt, rất là chắc tay. Nó có 4 nấc để chúng ta chỉnh. Còn ở phía sau em mời các bác xem. Nặng quá. Phía sau đây cũng là phần vân gỗ đấy, các bác thấy rất là đẹp luôn. Phần hậu cũng làm bằng vân gỗ luôn. Nó sẽ thiết kế như thế này thưa các bác. Nó sẽ thiết kế rất là nhiều cọc loa. Đây bình thường thì chúng ta đấu vào đây. Còn ở đây chúng ta có thể đánh riêng cặp bát, riêng cặp mid và riêng cặp chép. Tuy nhiên nó sản xuất ra cái này hơi bị thừa, chúng ta không dùng đến. Chúng ta chỉ đánh tổng vào đây thôi. Thường các cái dòng loa Pioneer ngày xưa thì họ làm như thế. Ở bên này em mời các bác xem phần thùng vách bên này, phòng rất đẹp. Các bác xem, xem này, mít này, bát này. Còn nghe đắng thay thêm thôi rồi anh đã quên em. Dòng này thì cho chất âm rất là hay, tiếng bát mềm sâu, nghe hao hao chất mỹ, bát mềm sâu, trung và chép tiếng rất là sáng chi tiết bông tơi, trung đòn chép đòn cực kỳ khủng long. Dưới trăng sao giờ còn gì ta nói cho nhau, thôi vòng tay nhỏ mãi sau, tìm đâu tình đã bay cao, tìm đâu được phút ban đầu nên em đành một mình. Thương đau tìm vui lại thuở ban đầu,
Xin được báo giá cho các bác cặp loa này có giá 17.500.000 đồng. Bác nào có nhu cầu alo trực tiếp cho em số máy 0983586968. Sau đặt trần địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có sinh mạng toàn quốc. Và em này thì còn nguyên chiếc e căng zin, e căng của nó là bằng khung sắt, các cái chấu này rất là to. Và các bác có thể thấy là những cái cặp này thì về rất ít khi còn cái e căng, vì nó nặng người ta thường bỏ rời ra. Tuy nhiên em này còn nguyên cái căng zin. Bao năm dài chinh chiến, từng lũy che buồn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa
người còn những lúc xuân vầy. Xa chi bao cánh nắng sau này. Giây phút biệt ly chờ để tâm bình vui nặng câu lưu. Quan tâm theo dõi video clip và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.